Môi giới lùa khách hàng nhiều quá, rất nhiều khách hàng đã gặp phải quả đắng khi mua, khi tin tưởng giới thiệu của những môi giới mua những bất động sản, rồi là phải bán tống bán tháo, thậm chí là vỡ nợ, thậm chí là phá sản, cắt lỗ vân vân, đúng không ạ? Khi mà tin lời môi giới giới thiệu các bất động sản, thì vậy thì môi giới làm gì có tương lai. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Minh Bất Động Sản. Cảm ơn anh chị đã luôn quan tâm, lắng nghe, theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng kênh của tôi trong suốt thời gian vừa qua. Toàn bộ nội dung trên kênh là những trải nghiệm, những cái phân tích cá nhân của tôi về thị trường bất động sản. Như vậy có đúng hay còn thiếu sót, rất mong anh chị bỏ qua. Nếu anh chị thấy cái chủ đề nó hay, có ích và anh chị muốn trao đổi bình luận, anh chị hãy comment xuống dưới mỗi video. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của anh chị. Chủ đề trong video ngày hôm nay đó chính là tương lai của nghề môi giới bất động sản sẽ ra sao trong chu kỳ tới này, trong cái giai đoạn 2023 đến 2030. Đây sẽ là một chu kỳ rất khác biệt, thay đổi toàn bộ, đúng không ạ? Anh chị nào đã nghe cái video khi mà tôi chia sẻ về thị trường bất động sản tại Úc hay tại Sinh thì cơ bản nghề môi giới bên Úc hay bên Sinh nó đều rất là khác. Nó đi trước chúng ta rất là nhiều, quyền lợi của người môi giới, quyền lợi của chủ đầu tư, quyền lợi của khách hàng nó rất là rõ ràng và tất cả các bên đều có những cái cam kết, những ràng buộc mà pháp luật bảo vệ. Nhưng trong đó thì pháp luật bảo vệ nhiều nhất và tối ưu nhất là bảo vệ cho những khách hàng, người mua. Thực ra anh chị biết rằng là gì, tất cả các dịch vụ, tất cả các cái sản phẩm trên cái trái đất này, ở trong cái loài người này thì đều lấy khách hàng là trọng tâm, chứ không có lấy chủ đầu tư hay là không có lấy môi giới, đúng không ạ? Và tôi cũng là một môi giới bất động sản, và cái điều thực sự là tôi rất đau buồn, thật sự là như vậy. Tức là bản thân tôi, đúng không ạ, cũng không phải là cái người mà xuất sắc nhất, cũng không phải là người tốt nhất để phục vụ cho những khách hàng mình tốt nhất. Khách hàng của tôi vẫn có những người bị gọi là mất tài sản, đúng không ạ, vẫn có người phải mua bất động sản và giá nó không, hiện nay nó không được tăng, nó không được tốt. Thì đấy là cái điều rất đáng buồn của người môi giới. Thực sự là những cái người làm môi giới phải nợ khách hàng rất là nhiều, nợ rất khách hàng rất nhiều cái người lời xin lỗi, đúng không ạ? Đấy, bản thân tôi cũng như vậy thôi, là rất gửi rất nhiều cái lời xin lỗi khách hàng khi mà mua các bất động sản mà chưa thực sự tốt cho họ, đúng không ạ? Chưa đúng với họ cho họ. Thế nên là chính vì vậy kiến thức nó là vô hạn, nên là chúng ta phải liên tục trau dồi kiến thức để mà gọi là gì, để mà gọi là phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng ta phải phục vụ khách hàng chứ không phải là phục vụ các chủ đầu tư, các bạn nhớ như vậy, đúng không ạ? Điều đáng buồn nhất ở Việt Nam chúng ta là gì, là hiện nay các khách hàng chưa được coi trọng. Các bạn thấy rằng là hàng loạt các băng rôn, hàng loạt những cái người đi đòi nợ, đúng không ạ? Và trách nhiệm của những người môi giới bán các dự án đấy nó rất là ít. Họ nhận rất nhiều hoa hồng, họ nhận rất nhiều tiền từ các cái giao dịch đấy, nhưng mà gần như không có trách nhiệm gì cả. Các bạn thấy rằng là gì, rất nhiều sàn bán cho các chủ đầu tư rất lớn, sau đó những cái dự án ấy không hình thành được, các cái dự án ấy không hình thành được, không có sổ, đúng không ạ, vân vân và vân vân. Rồi những cái dự án gọi là trong tương lai rất là vẽ, rất là hay, và các bạn môi giới cũng theo một cái chiều hướng chủ đầu tư nói gì, môi giới nói vậy, các bạn ấy không có phân tích, các bạn ấy không có bất cứ một cái phản biện nào, và cũng như thế mang lại cho khách hàng, đúng không ạ? Và khách hàng mua và sau đó thì cũng thất bại, rất thất bại rất nhiều lần luôn. Các bạn biết rằng là gì, người ta đã bỏ tiền ra mua bất động sản trong những năm vừa qua thì có cái rủi ro như thế nào, tôi nói lại một chút, đúng không ạ? Thì có những người bỏ ra tiền mua đất, họ có sổ, ok, bây giờ họ lỗ vốn, họ chấp nhận giá thấp một chút nhưng họ vẫn cầm cái sổ, vẫn đúng, ok. Nhưng có những người bỏ tiền ra mua những cái dự án, thậm chí họ có giờ còn không nhận được nhà, chưa biết bao giờ nhận được nhà, đúng không ạ? Dự án không xây, dự án không đúng tiến độ, hoặc là dự án đã xây rồi nhưng không vận hành đúng những cái gì mà chủ tư nói. Dự án đã xây rồi, đã có nhà rồi nhưng lại không có sổ, không biết đến bao giờ mới có sổ. Đấy, dự án nhận, dự án đã có nhà rồi, hứa hẹn cam kết nhưng bây giờ không có, đúng không ạ? Từ các cái chủ tư lớn nhất Việt Nam rồi đến cuối cùng là sao, khách hàng là người thiệt thòi nhất, đúng không ạ? Có những bạn, các bạn môi giới còn hứa hẹn khách hàng là mua sản phẩm đến 1-2 năm bán lãi gấp 2-3, sau đó thì sao, khách hàng bỏ tiền vào mua khi họ không đủ tiền lực tài chính và toang luôn, đúng không ạ? Trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ về cái tương lai của nghề môi giới. Nếu cái nghề, những cái người môi giới mà không lấy khách hàng là trọng tâm, những cái sàn bất động sản mà không lấy khách hàng là trọng tâm, những cái chủ đầu tư mà không lấy khách hàng là trọng tâm thì đương nhiên là chẳng có tương lai và những người đó cả. Khách hàng sẽ ngày càng thông minh và họ sẽ càng ngày càng lựa chọn những cái người có thương hiệu. Các anh chị phải hiểu như này, là đa phần các cái chủ tư lớn họ sẽ bán thông qua các cái sàn bất động sản. Các cái sàn bất động sản thì chỉ là cái tên thôi, chẳng vế vẹo gì cả. Đa phần sẽ là các bạn môi giới, các nhân viên môi giới có thể họ trực tiếp gọi, hoặc là thông qua quảng cáo, hoặc là thông qua các cái cộng tác của mình gọi khách hàng đến các sự kiện 5 sao. Và trong các cái sự kiện khách sạn 5 sao họ sẽ ầm ĩ lên, xì xào lên, nhạc lời múa hát rồi ăn uống,
Sau đó thì tư vấn các cái chính sách bán hàng theo kiểu một chiều, là cái này rất tốt, cam kết nọ chai, sau 2-3 năm như thế này như chai, và khách hàng sẽ mua, đúng không ạ? Đa phần khách hàng của chúng ta sẽ tin tưởng vào cái thương hiệu của chủ đầu tư, tin tưởng vào cái lời giới thiệu của môi giới, của một KOL nào đó, của một chuyên gia nào đó, rồi là những cái bảng phân tích ABC, YZ, rồi cộng với việc là ngân hàng, đúng không ạ? Cam kết bảo lãnh tài chính nọ chai ABC, YZ, sau đó khách hàng mua. Chứ khách hàng không có sự, không có được một cái sự phản biện nào, không có một cái sự trung gian nào, không có một sự khách quan nào phản hồi lại. Các bạn biết là không có một cái gì trên đời là chiều hướng tốt, luôn tốt cả. Nó sẽ luôn có hai hướng, đúng không ạ? Để có, cần có sự phản biện để khách hàng nhìn rõ như vậy. Bất động sản nghỉ dưỡng tốt là như thế nào và xấu như thế nào. Chung cư tốt là như thế nào, chung cư xấu là như thế nào, đúng không ạ? Nhà phố tốt là như thế nào, xấu như thế nào. Shop house tốt là như thế nào, xấu là như thế nào, đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Thì khách hàng họ sẽ là chuyên gia ở trong các lĩnh vực khác, họ có thể kiếm tiền rất giỏi trong lĩnh vực khác, nhưng sang bất động sản thì không thể biết được. Thì rất cần những người môi giới. Người môi giới phải là người ở giữa chủ đầu tư và khách hàng, người là phải là gì ạ? Và thiên về, nếu mà đúng ra thì người môi giới phải bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng nhiều hơn là bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư. Nhưng hầu hết hiện nay các sàn, các bạn môi giới đều bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư, bảo vệ quyền lợi của chính mình, tức là hoa hồng, hơn là bảo vệ khách hàng. Thế là gần như khách hàng là gì? Sau khi mua xong thì bị chủ đầu tư, bị các bạn môi giới, bạn bị các ngân hàng quay mặt, đúng không ạ? Đấy là những cái dự án rủi ro, thì gần như khách hàng sẽ phải tự đi làm việc, tự rủi ro, tự chịu trách nhiệm, tự đi băng căng băng rôn, tự đi đòi biểu tình, đúng không ạ? Tóm lại thì thiệt thòi nhất vẫn là khách hàng, những cái người mua, đúng không ạ? Đặc biệt là những người bỏ số tiền rất lớn khi mua tại các cái dự án. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là gì, là nếu mà nhìn hiện nay mà cứ để như vậy thì chẳng có tương lai nào cho nghề môi giới cả. Các bạn môi giới thì các anh chị nếu mà hỏi môi giới nào, các bạn môi giới nào đều có tâm hết, đều chuyên nghiệp hết, đúng không ạ? Nhưng cái tâm, cái chuyên nghiệp các bạn định nghĩa theo kiểu nào, đúng không ạ? Đối với nhiều bạn môi giới, các bạn đã định nghĩa chuyên nghiệp có tâm đấy, có tầm là bán các sản phẩm dự án của chủ tư lớn, bán các dự án lớn, đúng không ạ? Rồi là ăn mặc chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rồi tác phong chuyên nghiệp, rồi là hỗ trợ ký giấy tờ thủ tục ABCZ, thậm chí là có sổ đỏ. Thì với các bạn đấy chuyên nghiệp và tầm rồi là có tâm ở chỗ đấy. Nhưng thực tế nó không phải, như thế là chưa đủ, đúng không ạ? Chuyên nghiệp có tâm có tầm, ngoài những cái việc là ông ăn mặc chuyên nghiệp, ông giới thiệu hay, đúng không ạ? Ông hỗ trợ khách hàng thủ tục trước sau bán, đúng không ạ? Thì ông phải đảm bảo quyền lợi khách hàng đã, đúng không ạ? Có thể các bạn bán một cái sản phẩm chung cư sổ đỏ rất ok, nhưng nó lại không phù hợp với tiêu chí của khách hàng, đúng không ạ? Không phù hợp với cả cái tiền của khách hàng, không phù hợp với môi trường sống khách hàng, thì nó chưa phải là có tâm. Khách hàng mua xong lại phải bán cắt lỗ, hoặc là bán, hoặc là không hiệu quả, đúng không ạ? Còn chưa kể đầu tư là có lợi nhuận, đúng không ạ? Chưa kể cái dự án này không có sổ, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ các bạn môi giới bán một cái dự án, các bạn rất chuyên nghiệp, đúng không ạ? Các bạn rất chuyên nghiệp, các bạn rất có tâm, các bạn rất có tầm, bạn trưởng phòng, bạn giám đốc loại trai, bạn chủ sàn loại trai, bạn rất đẹp, sàn bạn rất hoành tráng, hàng trăm hàng nghìn quân, đúng không ạ? Văn phòng bạn rất to, nhưng bạn bán một cái dự án, đúng không ạ? Bạn bán một cái dự án đang xây ở tiến độ, đúng không ạ? Các bạn biết là các dự án đang xây tiến độ cơ bản là các dự án gọi vốn, đúng không ạ? Nhưng bạn không nói rõ khách hàng là gì, là hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán là như thế nào, bạn chẳng nói rõ những điều rủi ro như vậy, và các bạn cứ tin rằng cái chủ tư lớn, và các bạn nghĩ rằng là các bạn có tâm có tầm là các bạn làm việc với chủ tư lớn. Nhưng các bạn thấy rằng là hiện nay là sao, các chủ tư lớn có phốt không ạ? Có rất nhiều luôn, đúng không ạ? Và rất nhiều khách hàng tin tưởng là bạn có tâm có tầm khi bạn hợp tác các chủ tư lớn, và bạn bán và bạn nói, chỉ nói về những điều tốt, bạn không nói ở khía cạnh khác, khiến khách hàng tin tưởng từ bạn giới thiệu và mua và gặp phải vấn đề. Nên vậy là gì, là làm gì có tương lai khi nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy, làm gì có tương lai, đúng không ạ? Không hề có tương lai. Đấy. Bây giờ là, tất nhiên là các bạn biết rằng là gì, không có thể cái gì tốt vĩnh viễn, hay là không có gì ai có thể làm tốt mãi được nếu không có sai, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất ấy, người môi giới là phải thực sự đứng về phía khách hàng, phải nói lên quyền lợi khách hàng, phải đứng về phía bảo vệ cái quyền lợi khách hàng thì mới tương lai. Nói là như vậy, các bạn biết rằng là gì, để mà thực ra thì cuộc đời con người nó sẽ chạy theo cơm má gạo tiền. Các bạn môi giới cũng sẽ bán một cái bật lền, hay bán một cái nhà chung cư, hay bán một cái nhà phố shop house hoa hồng đâu đó được 2-5%, tùy vị trí, tùy dự án, đúng không ạ? Thì thường các bạn môi giới sẽ chạy theo cái nhu cầu cuộc sống cá nhân của mình, tức là gì, theo hoa hồng. Các sàn bất động sản, các cái chủ sàn bất động sản như vậy, chứ làm gì có ai chạy theo khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng họ chỉ đảm bảo một nhóm quyền lợi thôi, là một cái nhóm khách hàng nhất định thôi, còn đa phần là sẽ không đủ. Những cái sàn bán Novaland, hay những cái sàn bán của Vinhome, hay là các cái sàn bán bất động sản khác của các chủ tư lớn khác, đúng không ạ? Họ chỉ quan tâm hoa hồng thôi, đúng không ạ? Họ sẽ quan tâm hoa hồng ở đầu tiên, họ sẽ quan tâm các chủ tư lớn ở đầu tiên, còn khách hàng thì sẽ nó không thay đổi.
Cái câu chuyện ở đây, tương lai của nghề môi giới nó sẽ quyết định rất nhiều vào các cái chính sách, các cái luật của cơ quan nhà nước. Và đây cũng là điều mong chờ. Các bạn biết rằng là chỉ khi nào minh bạch rõ ràng các quyền lợi của quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ của người môi giới bắt buộc phải có bằng cấp chứng chỉ mới được hành nghề, đúng không ạ? Phải có những luật, ông làm sai, ông tư vấn sai thì ông như nào. Các bạn biết ở sinh mà các bạn biết rằng là thu chênh hay là gì ạ, là nói sai đó, thì khách hàng hoàn toàn có thể kiện và cái môi giới hoàn toàn có thể gì ạ, bị tước mất cái bằng hành nghề đấy. Và cái bằng hành nghề đấy là ông phải học xong và cho rồi hàng năm và 1-2 năm ông phải cấp lại, đúng không ạ? Ông bị phạt tiền, thậm chí là ông bị phạt, ông bị giam hoa hồng, vân 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 vân, đúng không ạ? Bên sinh là gì, khi khách hàng đóng tiền ở tiến độ thì cái ông luật sư ấy, giữa ông luật sư khách hàng và luật sư bên chủ tư ấy, thì phải chứng nhận với nhau là về gì, là đúng lên cái tầng đấy chưa, đúng lên tầng 3 hay chưa. Ở Việt Nam mình chưa xây xong đã thu hết bố tiền rồi, đúng không ạ? Chưa xong dự án thì đã thu hết 90% rồi. Đấy là cái điều mà đấy là hoàn toàn phải do cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nếu muốn thực sự muốn gọi là gì, là ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm giữa người môi giới, giữa các cái khách hàng, người mua và giữa chủ tư, thì lúc đấy thì thực sự là cái người môi giới họ mới có gọi là thực sự mới có trách nhiệm được. Họ làm sai họ phải sợ. Còn bây giờ sao, cứ chủ tư nói gì họ nói đúng với khách hàng, thậm chí còn nói quá hơn những cái gì chủ tư nói với khách hàng, và khách hàng tin vào điều đấy đã bị thao túng tâm lý. Các bạn biết rằng là khách hàng có một cái hành trình rất là cố định, đó là được gọi điện mời dự án này đang rất tốt, đang chọn rất ngon, xong lên các khách sạn 5 sao, nghe nhà sập sình, ăn uống, sau đó bị thao túng và mua, đúng không ạ? Chẳng biết là mình như thế nào, chẳng biết là mình có nhu cầu ra làm sao, chẳng biết là mình có tài chính ra làm sao, chẳng biết là mình đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, chẳng biết mình để ở hay đầu tư, vân vân, dẫn tới thất bại. Thì trong cái video này nói hơn ăn man, nhưng mà thực sự là vài gì là trong cái người môi giới lọ khách hàng quá nhiều cái sự xin lỗi. Bản thân tôi như vậy, đúng không ạ? Bản thân anh chị như vậy, đặc biệt những người đang làm môi giới như vậy là phải xin lỗi khách hàng rất là nhiều. Xin lỗi khách hàng rất là nhiều. Và nếu chúng ta muốn tồn tại trong cái thị trường, muốn tồn tại với nghề môi giới này thì rõ ràng là gì? Là chúng ta phải nâng cao cái kiến thức dịch vụ, nâng cao kiến thức chuyên môn, nâng cao hiểu biết ngoài bên cái cạnh sản phẩm để chúng ta có những phản biện với khách hàng. Thay vì chúng ta chỉ nói một chiều hướng tốt về sản phẩm của chủ tư thì chúng ta phải bên cạnh đó có cái phản biện, và chúng ta phải hiểu sâu sắc về nhu cầu, về rồi là nhu cầu, rồi tài chính, rồi là tài sản của khách hàng, thì chúng ta tư vấn một cách chuẩn chỉ nhất. Và trong cái đó thì tôi mong rằng trong cái chu kỳ tới này, cái việc siết chặt về quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ của người môi giới của cơ quan quản lý nhà nước nó phải làm cao hơn rất nhiều nữa, đúng không ạ? Có thể trong cái giai đoạn tới này có thể chưa làm được ngay, đúng không ạ? Tại vì nếu các bạn biết là gì, là nếu mà siết chặt thì sẽ rất khó khăn cho các người môi giới. Nghề môi giới, các bạn biết rằng cái nghề môi giới là cái nghề mà nó không có rào cản gia nhập, đúng không? Ai có thể làm được. Hiện nay là ai cũng có thể làm được nghề môi giới, từ người ta hay nói vui là từ xe ôm, bác sĩ, bảo vệ, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ, đúng không ạ? Cô giáo đều có thể làm nghề môi giới được, và chỉ cần nói hay, thuyết phục tốt là làm nghề môi giới được, đúng không ạ? À, làm nghề môi giới bất động sản được. Và khi mà thị trường gọi là uptrend, khi mà kinh tế phục hồi thì cái người môi giới rất là đông. Thống kê thì có đâu đó khoảng tầm 300.000 môi giới chuyên nghiệp trên cả nước, nhưng thực tế có thể hoạt động đến hàng triệu người, đúng không ạ? À, hàng triệu người. À, nhưng mà khi mà downtrend thì chẳng còn ai làm nữa. Nhưng mà các bạn biết rằng là gì, là rõ ràng thì trong chu kỳ tới này tôi kỳ vọng rằng là cuối chu kỳ tới này thì những vấn đề về bằng cấp chứng chỉ họ sẽ chắc chặt, cơ quan quản lý sẽ chắc chặt hơn. À, rồi khách hàng cũng sẽ phải thông minh hơn khi chọn lựa những cái người môi giới tư vấn cho mình. À, khách hàng có thể chọn chủ tư là yếu tố, thay vì chọn ủy tư trước đây, chu kỳ trước đây khách hàng chọn chủ tư là yếu tố số 1, thì trong chu kỳ tới này khách hàng hãy chọn môi giới là yếu tố số 1, thì chủ tư kể cả lớn nhất đều cũng có những cái không đúng, đúng không ạ? Hãy chọn một người môi giới để tư vấn, và những người môi giới phải thực sự đứng ra ở vai trò phản biện cho cái nhu cầu của khách hàng. Phản biện ở đây là theo cả hai chiều hướng tốt và xấu, để khách hàng nhận ra và khách hàng quyết định được cái đúng lựa chọn đúng đắn nhất, đúng không ạ? Không chỉ theo hướng thuận lợi và phải có cả cái hướng rủi ro khi tư vấn bất cứ một sản phẩm nào, phải lường trước các kịch bản để khách hàng lựa chọn, đúng không ạ? Thì mong rằng là trong chu kỳ tới đây, cơ quan quản lý nhà nước ngoài các cái việc mà các cái môi giới phải lấy khách hàng là trọng tâm, thì đừng có tâm vào, đừng môi giới đừng có tâm vào chuyên nghiệp theo cái kiểu ngày xưa, là tâm vào chuyên nghiệp theo kiểu ngày xưa như tôi nói rồi, đó là ăn mặc đẹp chỉnh chu, bán sản phẩm và chủ tư lớn, sản phẩm hiện hữu, vân vân, nó không đủ, đúng không ạ? Nó phải đứng ở phía nhu cầu khách hàng, tôn trọng khách hàng là số 1 thì mới là tâm và tầm. Khách hàng thực sự cần gì, muốn gì, mong muốn gì, đúng không ạ? Thì đấy mới là cái yếu tố số 1. Sau đó đến chủ lựa chọn chủ tư, lựa chọn sản phẩm, lựa chọn để ở hay là đầu tư, thì chúng ta phải như vậy. Thì mong rằng về phía cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những cái luật, những cái quy định rõ ràng, ví dụ như là bằng cấp chứng chỉ, rồi là bắt buộc phải có bằng cấp chứng chỉ mới được hành nghề,
Cái thứ hai nữa là phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với người môi giới, nói sai như thế nào, nói đúng là như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ ông bán các sản phẩm khiến các nói sai cái điều khiến chủ tư thua lỗ thì ông phải làm thế nào, ông có trách nhiệm gì, đúng không ạ? À, nói quá lên, nói không đúng, đúng không ạ? Quyền lợi của khách hàng khi bỏ tiền ra mua sản phẩm thì bắt buộc phải trả hoa hồng, điều đương nhiên, không là cắt máu người môi giới, nhưng cũng có nghĩa rằng là gì, khách hàng sẽ được quyền kiện những cái người môi giới nói sai, kiện các chủ tư nói sai, và khách hàng thực sự được bảo vệ cái quyền lợi của mình khi bỏ tiền ra mua các sản phẩm giá trị, đúng không ạ? Bất động sản là những sản phẩm mà tiền trăm, tiền triệu trở lên, chẳng tiền trăm triệu lên, tiền tỷ trở lên rồi, nên là khách hàng sẽ được quyền lợi như vậy. Thế như vậy thì người môi giới, nghề môi giới mới có tương lai, nghề môi giới có chỗ đứng thực sự và nghề môi giới thực sự được tôn trọng ở trong lĩnh vực bất động sản. Các bạn biết là các đất nước phát triển nhất như bây giờ như Singapore hay là Úc hay là Mỹ thì cái nghề môi giới đều là những nghề mà được rất nhiều, được rất tôn trọng và thu nhập rất là cao. Nhưng những cái người đấy thực sự là họ có năng lực, đúng không ạ? Họ bằng cấp, họ có chứng chỉ, họ có sự chuyên nghiệp và họ có trách nhiệm với khách hàng của người ta. Họ có quyền lợi và trách nhiệm và nghĩa vụ, đúng không ạ? Họ thậm chí họ có thể bị đi tù khi làm sai, bán sai, đúng không ạ? Vì bất động sản là cái sản phẩm mà các bạn không làm nhái được. Nếu các bạn làm nhái, làm giả sản phẩm bất động sản là các bạn chắc chắn là đi tù rồi. Vì bất động sản chỉ có một cơ quan duy nhất là chính quyền là cấp cho cái việc đấy thôi. Còn bạn làm sai, làm giả, làm nhái là bạn chắc chắn là xác định đi tù rồi, không trốn được. Nó không có sản phẩm khác, chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mới được cấp cái sổ đỏ, đúng không ạ? Còn bạn làm sai sổ đỏ, làm nhái sổ đỏ, bạn lừa người ta chắc chắn bạn đi tù. Thế nên là ngoài cái việc nâng cấp bản thân ra thì tôi đánh giá rằng cái nghề môi giới trong cái giai đoạn chu kỳ tới này đương nhiên là sẽ siết chặt, đương nhiên là sẽ khó khăn hơn. Giống như bất cứ một sản phẩm gì trên đời, dịch vụ trên đời, cuối cùng nó đều phải có thương hiệu. Và cái thương hiệu này thực sự nó phải có một quá trình, nó có phải có một cái quá trình, nó có một lịch sử, đúng không ạ? Thế nên là khi anh chị mua bất cứ một cái sàn, một cái môi giới nào, một sản phẩm chủ tư nào, đầu tiên anh chị sẽ yếu tố lịch sử và phải yếu tố phù hợp với mình hay không. Nghề môi giới không thể chết, chỉ có những người môi giới mà không tập trung vào quyền lợi của khách hàng mới chết. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Chào.